vị, tôi là Phương Hiếu. Hân hạnh chào đón quý vị đang đến với sân chơi tình yêu đầy màu sắc và những cảm xúc tình yêu thật dễ thương mang tên Thông Gia Song Đấu. Thưa quý vị, Thông Gia Song Đấu là chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media thực hiện với khung giờ quen thuộc của chúng ta là 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Đến với Thông Gia Song Đấu, một sân chơi đang thu hút sự chú ý của rất nhiều quý vị khán giả, già trẻ lớn bé có luôn. Tại vì tại đây có những cảm xúc tình yêu đôi lứa khi mà những nam thanh nữ tú cùng đến đây để mong muốn tìm kiếm một nửa yêu thương của mình. Bên cạnh đó, đặc biệt chính sự có mặt của các bậc phụ huynh làm cho chương trình càng thêm phong phú, đáng yêu và dễ thương hơn rất nhiều. Ngày hôm nay, để xem các gia đình cùng đến đây là ai, cùng cho đón đại diện các gia đình ngày hôm nay. Gia đình số 1, mẹ nuôi Nguyễn Thị Tuyết, con Tuyết Mai, mẹ Phúc Hậu, con mạnh mẽ. Gia đình số 2, mẹ Nguyễn Thị Yến, con Kim Nguyên, mẹ hiện đại, con đáng yêu. Gia đình số 3, mẹ Bùi Thị Kim Oanh, con Kim Phụng, mẹ nhẹ nhàng, con năng động. Gia đình số 4, cha Lê Thái Dương, con Ngọc Yến, cha điềm đạm, con tháo vát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Phương Hiếu xin gửi lời chào đến đại diện các gia đình. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta có ba bà xui tương lai và một ông xui tương lai. Chúc cho các vị sẽ có những trải nghiệm thật tuyệt vời và chúng ta nỗ lực nha để mang tình yêu về cho con của mình ha. Một tràng vỗ tay, mời các vị ngồi xuống ạ. Cảm ơn rất nhiều. Thưa quý vị, đây là bốn vị phụ huynh và bốn người con của họ thì đang ngồi trong một phòng chờ bí mật mà cả Phương Hiếu cũng như các bạn khán giả ở đây đều không biết diện mạo của các bạn như thế nào. Đó là một điều thú vị và hấp dẫn. Còn bây giờ chúng ta cùng tập trung hướng mắt về màn hình để theo dõi ngày hôm nay nhân vật chính của chương trình là ai, có diện mạo và tài năng như thế nào. Xin mời. Nguyễn Đăng Đức. Nguyễn Đăng Đức tốt nghiệp loại giỏi trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh với GPA 342/4. Anh thuộc top những chàng trai có thành tích học tập vượt trội trong nhà trường. Ngoài sự thông minh thiên phú, Đăng Đức sở hữu chiều cao ấn tượng mà bao nhiêu người phải ganh tị, 1m84, cùng phong cách ăn mặc sành điệu và thời trang. Đăng Đức hiện là một trong những cái tên sáng giá của giới người mẫu trẻ Việt Nam. Đáp lại những nỗ lực không ngừng nghỉ, Đăng Đức đem về cho mình những giải thưởng quý giá như Top 3 gương mặt triển vọng, Top 5 Idol Bigo. Thành công và bản lĩnh ở các sàn diễn, nhưng chuyện tình yêu của Đăng Đức lại không gặp nhiều may mắn. Anh chàng trải qua hai mối tình với những kỷ niệm và cảm xúc đáng nhớ. Nhất là mối tình đầu tiên, khi người yêu đi nước ngoài và hứa hẹn tốt nghiệp sẽ trở về nước và hai trái tim lại tiếp tục yêu thương. Cho đến tận bây giờ, khi anh Đức đã tốt nghiệp thì lời hứa quay trở về lại Việt Nam cũng phai mờ theo năm tháng. Vì hiện tại, người ấy cũng đã quen người mới. Đăng Đức nghĩ đây chính là thời điểm để mình buông bỏ những kỷ niệm cũ và bắt đầu một mối quan hệ mới. Các bạn nữ ngày hôm nay ơi, hãy đến và soi dịu trái tim ấm áp của chàng nghệ sĩ đa tài này nhé. Quá bất ngờ và đầy hồi hộp thưa quý vị. Còn chần chờ gì nữa, hãy chào đón người mẫu đẹp trai và học giỏi Nguyễn Đăng Đức. Thưa quý vị, lâu rồi tại sân chơi của Thông Gia Song Đấu mới chào đón con nhà người ta, vừa học giỏi, vừa đẹp trai, vừa cao ráo, nhưng mà vẫn còn cô đơn một mình. Chuyện tình của mình nó để lại cho em kinh nghiệm gì trong tình yêu? Dạ, chuyện tình của em để lại cho mình kinh nghiệm là mình nên yêu thương nhiều hơn, quan tâm, và quan trọng nhất là sau khi mà mình có khoảng cách trong tình yêu thì mình vẫn phải luôn có thật nhiều những sự quan tâm, và quan trọng nhất là sự trung thành từ trong bản thân mình. Khi mà dù là yêu xa thì mình vẫn phải luôn hướng về người yêu của mình. Nghĩa là dù cho yêu xa một lần mình gặp cách trở rồi, mình vẫn không ngại yêu xa. Dạ. Quan trọng là dù cho yêu xa hay yêu gần thì mình cần chân thành, mình chung thủy và mình dùng nhiều biện pháp để quan tâm nhau nhiều hơn thì mối tình nó vẫn bền vững.
đúng không? Dạ. Tiêu chí về một cô nàng xinh đẹp như thế nào sẽ làm say đắm lòng của em? Dạ. Đối với em thì mẫu lý tưởng người con gái của em là thấp một chút, thấp hơn em một chút. Em cao bao nhiêu nhỉ? Em cao 1m84. 1m84 là con gái Việt Nam không ai cao cỡ đó, chỉ có vận động viên bóng chuyền thôi. Rồi. Dạ. Dễ thương, dịu dàng. Dễ thương, dịu dàng. Và quan trọng là hiểu em. Hiểu em. Cùng ngành hay ngoài ngành sẽ là lựa chọn ưu tiên của em hơn? Dạ, em cùng ngành ạ. Cùng ngành sẽ dễ dàng hơn để mình tìm hiểu. Tại vì dễ thông cảm, dễ thấu hiểu, dễ quan tâm, đúng không? Dạ. Thưa quý vị, đó là những tiêu chí người yêu của nam chính ngày hôm nay, Nguyễn Đăng Đức. Và chắc chắn rồi bạn sẽ không đến đây một mình. Chúng ta cùng xem hội đồng người thân của Đăng Đức là ai. Cùng chào đón hội đồng người thân của Nguyễn Đăng Đức. Thưa quý vị, thật là bất ngờ vì không có ai xa lạ, một gương mặt rất là quen thuộc với chúng ta cũng như trên đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Chẳng những là giám khảo quốc tế tham gia các hoạt động nghệ thuật cả thị trường Việt Nam và cả thị trường nước ngoài nữa. Hôm nay không biết đến đây để làm cái gì đây, xin được giới thiệu Trịnh Tú Trung. Em ơi, hôm nay sao mà em ở đây đây? Trước tiên hết em rất là vui khi được gặp lại anh Phương Hiếu ở Thông Gia Sông Đấu. Xin chào tất cả các cô chú, các anh chị ạ. Chào quý vị khán giả. Thì như mọi người biết thì Đức là một trong những người em rất là thân của Trung. Thì cũng hay tâm sự với nhau, cũng kể với nhau về những chuyện tình cảm này nọ. Thì em nó vừa hoàn thành xong cái chương trình đại học của mình, vừa có bằng tốt nghiệp cử nhân. Thì bây giờ mình nghĩ là tới lúc có nên có một hành trang nào đó để bước vào cuộc sống. Thí dụ như mình làm việc, mình làm diễn viên, mình làm người mẫu, bất cứ một ngành nghề nghệ thuật nào thì cũng có một trải nghiệm, đặc biệt là trải nghiệm với lĩnh vực tình cảm mà. Một lĩnh vực không hề đơn giản. Nên hy vọng là em nó tới với lại Thông Gia Sông Đấu thì sẽ tìm được một nửa của mình, hoặc là có một sự gắn kết lâu dài. Còn nếu như không được cái may mắn đó thì cũng có thêm một vài sự gặp gỡ nào đó để tăng cường cái hệ miễn dịch tình cảm để mà có thể tiến sâu hơn với công việc ạ. Cái quan trọng ở đây á là không biết có nên hỏi câu này không, nhưng mà phải hỏi cho ra lẽ. Anh thấy Trịnh Tú Trung rất là nhiệt thành trong việc giúp đỡ đàn em, chẳng những trên hoạt động nghệ thuật mà còn đến các sân chơi tình yêu. Nhưng tại sao em chưa có người yêu nhỉ? Chưa có người yêu nhỉ? Ủa? Câu trả lời rất dễ mọi người ạ. Trung chưa có người yêu vì Trung chưa tham gia Thông Gia Sông Đấu. Chỉ cần xuất hiện ở đây chắc chắn chúng ta sẽ tìm được một người như ý ạ. Dạ, ok. Và quan trọng hơn hết là có lẽ những bạn nữ rất là hay ganh tị với Trịnh Tú Trung. Tại vì lúc nào bên cạnh chàng trai này cũng có rất nhiều những đàn em đẹp trai. Ví dụ như hai bạn đây. Yeah. Mình là gì với Nguyễn Đăng Đức? Và mình đến đây để giúp bạn ấy làm điều gì? Xin chào anh Phương Hiếu, xin chào cô chú cùng quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Bảo Hân, hiện tại nghề nghiệp của em là thiết kế thời trang. Và em có cơ duyên được hợp tác với Đức qua những buổi shooting cũng như là quay. Thì em tới đây với cương vị sẽ tìm cho Đức, hoặc là định hướng cho em đấy, tìm một đối tượng để như anh Trung nói đó, để tăng cường cái hệ miễn dịch tình cảm của em. Dạ, chào đón em đến với chương trình. Chàng trai tiếp theo. Thưa cô chú, anh chị và khán giả, em giới thiệu là em là Tinh Khánh. Em là như thế nào với Đức? Dạ em... Bộ mập mờ lắm sao em? Sao tự nhiên em hồi hộp, em rung chỗ này vậy? Tại vì bạn này á là người đứng ở đằng sau sân khấu, tức là bạn là một nhiếp ảnh gia chuyên chụp hình cho Đức và các người mẫu khác. Thì bây giờ kêu mà mình nói chuyện thì mình không dám nói. Tự nhiên hỏi tới mối quan hệ cái mập mờ làm khán giả cũng hồi hộp. Nghĩa là mình là một nhiếp ảnh gia hay chụp hình cho Đức, đúng không? Rồi, thưa quý vị, hôm nay hội đồng người thân toàn là những người thân quen hết. Và đặc biệt là có một tạm gọi là một ông mai cho những người em, đó chính là Trịnh Tú Trung. Vậy thì chúng ta cùng xem là ngày hôm nay Nguyễn Đăng Đức có tìm được một nửa của đời mình. Và đặc biệt là một trong bốn cô gái của bốn gia đình đây, ai sẽ trở thành cô gái may mắn nhất ngày hôm nay? Các bạn đang ở trên phòng chờ cũng rất là háo hức với nhan sắc, đặc biệt với ngoại hình và tài năng của chàng rồi. Nhưng mà ngày hôm nay sự có mặt của Trịnh Tú Trung thì nếu như anh muốn có một tiết mục gì đó là món quà tặng cho khán giả, thì không biết là em có chuẩn bị kịp một món quà gì để gửi tặng khán giả không?
À, em có một bài hát nhạc nước ngoài, em viết lời Việt dựa trên câu chuyện tình của Đức Đại tâm sự với em. Đó là một chuyện tình yêu xa, nhưng mà nó mang một hơi hướng khác. Tức là dù yêu xa nhưng mà họ vẫn luôn hướng về nhau, vẫn có niềm tin và tình cảm dành cho nhau. Chính câu chuyện tình lúc nãy mà khán giả được nghe, do yêu xa, Đức thì chờ cô nàng ấy trở về, nhưng rồi thì người ta có một mảnh tình khác ở xứ lạ quê người. Vậy thì để xem ngày hôm nay, năm chính của chương trình Con Nhà Người Ta và Trịnh Tú Trung sẽ làm điều đó như thế nào để gửi tặng khán giả. Bây giờ ba anh em mình qua kia ha, nhường sân khấu lại cho hai nhân vật chính. Một trao tay thật lớn ạ. Một giai điệu rất là quen thuộc, một bài hát nước ngoài rất là nổi tiếng, được viết lời Việt lại dựa trên
câu chuyện tình của chàng trai trẻ. Có lẽ là bốn cô gái đang ngồi trên phòng chờ cũng khá là háo hức. Chàng những đẹp trai, học giỏi, tài năng mà còn hát cũng được chứ hả? Đúng không? Một tràng vỗ tay cho bạn được không? Ở vòng đầu tiên này, chúng ta sẽ cùng theo dõi bốn vị phụ huynh của nhà gái lần lượt dùng hành động dễ thương để mô tả những đặc điểm nổi bật nhất về bốn người con của mình trên sân khấu. Từ những hành động đó, gia đình chàng trai sẽ đoán xem các vị phụ huynh muốn ám chỉ điều gì về người con của họ. Lúc này, các bậc phụ huynh sẽ được lên tiếng chia sẻ đáp án và cho thấy tại sao con của họ lại là số 1. Sau khi nghe hết bốn lời chia sẻ, gia đình chàng trai sẽ loại đi một gia đình mà họ cảm thấy không phù hợp nhất và nêu rõ lý do tại sao gia đình ấy bị loại. Thưa quý vị, ngay ở vòng đầu tiên, con tôi là số 1. Bây giờ chúng ta cùng làm quen với từng gia đình nhà gái. Dạ, xin mời gia đình nhà gái số 1 giới thiệu về mình ạ. Xin chào chương trình Thông Gia Song Đấu và chào tất cả các quý vị khán giả đang xem chương trình. Tôi là Nguyễn Thị Tuyết, năm nay 65 tuổi, là con gái là Nguyễn Thị Mai. Hai mẹ con chúng tôi đến từ Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em năm nay bao nhiêu tuổi thưa mẹ? Dạ, em Tuyết Mai của tôi năm nay 30 tuổi. Dạ, một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón mẹ. Dạ, xin mời gia đình số 2 giới thiệu về mình ạ. Dạ, xin chào chương trình, xin chào bên đàn trai và chào tất cả quý vị khán giả, chào mọi người. Mình tên là Nguyễn Thị Yến, năm nay mình 50 tuổi. Mình đến đây cùng với con gái tên là Kim Nguyên, năm nay 25 tuổi. Dạ. Hai mẹ con đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ, chào đón gia đình của mình ạ. Mời gia đình số 3 ạ. Xin chào quý vị khán giả, xin chào bên đàn trai và... tôi tên là Bùi Thị Kim Oanh, là mẹ của Lê Kim Phụng. Phụng là năm nay 32 tuổi. Dạ. Dạ. Xin chào đến gia đình của mình. Dạ, xin mời gia đình cuối cùng giới thiệu về mình. Xin chào chương trình, xin chào bên đàn trai, xin chào quý vị khán giả. Tôi là Lê Thái Dương, năm nay tôi 61 tuổi. Con gái tôi là Ngọc Yến, năm nay 22 tuổi. Chúng tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Thưa quý vị, với những thông tin sơ lược đó, chúng ta đã biết sơ về các gia đình rồi. Và đặc biệt là chúng ta nắm được độ tuổi của từng cô con gái. Cho anh Hiếu hỏi cái này ngoài lề nha. Em nghĩ như thế nào về mối tình phi công trẻ, máy bay, hay là mối tình của chàng trai lớn hơn những cô gái? Em nghĩ như thế nào? Theo em thì... tình cảm với lứa tuổi thì cũng không quan trọng lắm. Đối với em thì tình cảm quan trọng nhất là sự gắn bó, chia sẻ và thấu hiểu giữa hai người. Còn về tuổi tác thì đối với em là không quan trọng lắm. Nghĩa là nếu là em là không quan trọng tuổi tác. Dạ. Chỉ cần hợp là được, đúng không? Được quá, mừng ha. Rồi, bây giờ chúng ta cùng xem lần lượt từ nhà gái sẽ lựa chọn hành động dễ thương gì để giới thiệu về con gái của mình, về tính cách, về công việc, về sở thích vân vân, và để xem các vị phụ huynh sẽ dễ thương như thế nào trong các hành động đó. Dạ, mời gia đình số 1 ạ. Mời mẹ ạ. Dạ, mời mẹ ra sân khấu. Dạ. Dạ rồi. Cảm ơn mẹ rất nhiều. Dạ, mời mẹ về vị trí của mình ạ. Rồi, nhà trai, mình đoán xem hành động nó mô tả điều gì. Hồi đầu lúc mà em thấy cô mà viết gì em nghĩ là chắc là làm giáo viên. Xong rồi em thấy là có ngồi gõ gõ nữa, mà vừa gõ gõ viết vậy. Thì thật ra có rất là nhiều nghề, ví dụ như mình làm nhà báo thì vẫn có thể làm những công việc đó, vừa dùng máy tính và vừa viết tay. Còn Khánh thì sao hả cưng? Dạ, em xin đoán là cô làm... À cưng, anh nói nghe nè, cưng có đang tham gia không cưng? Mình... Cô làm nghề gì? Cô làm nghề gì? Kiểm kê hàng hóa. Kiểm kê hàng hóa? Kiểm kê hàng hóa, cũng có thể là bán hàng online, đúng không? Ở trên mạng rồi ghi chốt đơn, hoặc là thủ kho, hoặc là xuất nhập khẩu, vân vân. Rất là nhiều ngành nghề có liên quan đến việc chúng ta vừa gõ máy tính vừa ghi chép lại. Dạ, đó là đoán của nhà trai. Và xin mời mẹ giới thiệu về con gái của mình. Con gái của mình là Nguyễn Tuyết Mai.
Em sinh năm 90, năm nay em 30 tuổi. Nghề nghiệp của em làm kế toán và đã ra trường. Dạ. Con gái Tuyết Mai của gia đình chúng tôi lúc nào cũng vui vẻ, tự tin, yêu thương nhau, chan hòa và có tấm lòng từ thiện nhân ái. Bên ngoài rất là mạnh mẽ, cứng rắn, nhưng mà về nội tâm á, thì lại rất là mềm yếu. Dạ. Thế cho nên là năm nay 30 tuổi rồi, Nguyễn Tuyết Mai nhà tôi không chịu đi xây dựng gia đình, mà Nguyễn là để vẫn tiếp tục công tác này, sinh hoạt tất cả đoàn thể. Nhất là trong cái đợt dịch này thì lại tham gia tất cả các tình nguyện viên để tham gia cho cộng đồng và gia đình. Dạ. Không biết bên ngoài mọi người thế nào và xã hội thế nào không biết, nhưng với gia đình và bản thân người mẹ như tôi, con gái Nguyễn Tuyết Mai tôi luôn là số 1. Dạ. Đó là những thông tin từ nhà gái, nhà trai thấy như thế nào nè? Dạ, cái vấn đề mà Trung đang suy nghĩ nhiều nhất đó chính là cái quan ngại về tuổi tác. Mình có một tí xíu e dè là tại vì đó là một khoảng cách khá là dài. Dù cho Đăng Đức không có ngại thì em vẫn ngại. Đúng rồi, tại vì thật ra là khi chúng ta mà tiến tới một mối quan hệ lâu hơn, dài hơn thì không phải chỉ là mối quan hệ của hai người nữa mà là còn những người xung quanh nữa, còn bạn bè, còn gia đình. Nó hơi trở ngại trong giao tiếp chút xíu, nhưng mà thật ra anh tin rằng á, đối với tất cả chúng ta, cái tuổi tác, cái cách xưng hô nó có thể được sang phẳng bởi cái tính tình và cái sự quan tâm chăm lo. Thưa quý vị, đó là cô con gái cưng của gia đình số 1. Bây giờ chúng ta cùng xem gia đình số 2 sẽ dùng hành động dễ thương gì để giới thiệu về con gái nhà mình. Dạ, mời mẹ xuất phát ạ. Hả? Rồi. Rồi. Dạ. Hiểu rồi. Nhà trai thì sao? Khánh. Dạ, em xin đón con của cô này làm giáo viên. Ủa, làm giáo viên là hay cọc cằn vậy em? Em tự nhiên em đoán cái gì mà thật, em mà đoán như vậy là tập thể giáo viên của toàn nước Việt Nam này nổi đó với em đó. Giáo viên nào mà người ta cọc cằn vậy được? Không, những lúc mà học sinh quậy anh thì sẽ hơi cọc cằn, la mắng. Em sao? Giáo viên ta dịu dàng lắm. Hai thành viên còn lại đó như thế nào? Theo em nghĩ thì bạn sẽ làm trong môi trường công tác xã hội, giống như kiểu là tình nguyện viên các thứ. Thì em thấy cái cách thể hiện của cô khi mà chỉ hay là kiểu là hướng dẫn mọi người á, thì em nghĩ sẽ làm theo trong công tác xã hội nhiều hơn. Hình như là Khánh với Hân á, trong đầu tụi em toàn điều tiêu cực không ha. Mấy bạn làm công tác xã hội cũng nhẹ nhàng lắm, cũng thân thiện lắm, chứ đâu có ai mà chỉ trỏ mà bậm trợn quạo như vậy, đúng không? Rồi. Dạ, xin mời mẹ giới thiệu về con gái của mình những điều mẹ tự hào nhất về dáng dấp, ngoại hình, về tính tình. Mời mẹ. Con gái của cô năm nay 25 tuổi, là một cô bé rất là năng động, lanh lợi, tiếp thu rất là thông minh. Bé đang học làm diễn viên. Bé có sở thích là vẽ, nấu ăn, và bé cũng hơi có một chút nhõng nhẽo. Dạ. Là một cô gái con gái nhõng nhẽo không có sao mẹ. Dạ. Bé cũng khá là năng động và cũng đang muốn tìm hiểu một người bạn trai thông cảm, thấu hiểu cho cái công việc mà bé đang học và sắp tới bé sẽ làm. Đối với cô thì con gái cô luôn là số 1. Dạ. Cái độ tuổi bắt đầu nó xích gần lại và nó dễ phù hợp hơn với Đăng Đức rồi. Nhà trai thấy như thế nào? Theo em thấy thì nghề nghiệp của bạn có vẻ hợp với Đức. Vì đúng là cùng chuyên ngành. Thì như thế hai bạn có thể học hỏi lẫn nhau nhiều hơn. Và với em nghĩ thì con gái của cô sẽ là một người nhỏ nhắn và dễ thương. Em nghĩ sẽ hợp với Đức ạ. Tại vì cái kiểu của Đức phải chắc là một cô nàng sẽ nhõng nhẽo. Đúng rồi ạ. Dạ vâng ạ. Đúng không? Dạ vâng ạ. Có lẽ thấy nhiều cái điểm cộng. Còn với Trịnh Tú Trung thì sao?
Em lại không nghĩ vậy. Đây là một câu chuyện mà tất cả những người làm nghề chúng ta luôn luôn phân vân. Đó là có nên yêu một người trong giới của mình hay không, tức là một người có cùng công việc nghệ thuật hay không. Nhiều người cho rằng những người làm công việc nghệ thuật với nhau thì họ sẽ hiểu nhau và chia sẻ nhiều hơn. Nhưng cũng nhiều người cho rằng chính vì cái sự hiểu nhau quá rõ đó sẽ dẫn tới những cái rạn nứt, nhàm chán. Dạ đúng rồi, không còn khi, thú vị. Khi mà chúng ta không hiểu thì chúng ta lại muốn tìm hiểu, mà khi chúng ta biết quá nhiều rồi á thì chúng ta lại cảm giác được là à, nó không còn tạo được sự thú vị và hứng thú nữa. Thưa quý vị, đó là con gái của gia đình số 2. Bây giờ để xem gia đình số 3 sẽ như thế nào. Dạ, mời mẹ mô tả về con gái mình bằng một hành động dễ thương. Cố lên mẹ nha. Dạ, cảm ơn mẹ rất là nhiều. Mời em về chỗ. Hành động này rất là quen luôn á, sáng nào đi ngang công viên. Đúng không? Sáng nào đi ngang công viên anh cũng thấy. Đặc biệt là mấy bà mấy mẹ là hay đứng tập thể dục lắm, nhìn rất là dễ thương, cho nên là anh bị ấn tượng về cái hành động đó. Mà không lẽ là con của cô là giáo viên dạy thể dục buổi sáng sao ta? Khánh, em nghĩ sao Khánh? Em thì... Em nói cái gì cho mắc cười coi nè. Em thì là nghĩ khác. Được, em sẽ đón con của cô là diễn viên múa. Diễn viên múa? Dạ. À, là có những cái múa này luôn hả cưng hả? Dạ. Trước giờ ta múa thì thường giày hay là giày. Còn giày nó thành nhảy rồi nha. Dạ. À, cái nhận định mình cũng hơi ngược ngược cưng ha. Còn Trung nghĩ cái động tác này mô tả về cái gì? Cái động tác này em nghĩ đó là rất là đáng yêu. Ừ. Là một người theo cái suy nghĩ suy đoán của em nha, thì con của cô sẽ giống giống cô, sẽ là một người hơi mũm mĩm một tí nè, khỏe khoắn và thích những cái vận động mạnh. Thích những cái vận động mạnh. Còn nghề nghiệp thì mình chưa định hình rõ ràng lắm, nhưng mà con nghĩ là chắc chắn sẽ là một người rất là đáng yêu và vui vẻ. Rất là lạc quan. Trái tim đúng không? Mình thấy trái tim là mình thấy cái gì đó nó tình cảm liền, nó mến liền. Dạ, xin mời mẹ giới thiệu về con gái của mẹ một cách đầy tự hào. Xin mời. Con của cô là Lê Kim Phụng. Con của cô trưởng thành từ chương trình thử thách cùng bước nhảy của HTV7. HTV7 2012 và top 8 của Suzy Kinh Đen. Tuyệt vời. Con của cô hiện tại bây giờ là vừa là biên đạo múa cho các chương trình, nếu mà game show có cần mời, hoặc là vừa là giáo viên dạy aerobic tại các trường, aerobic tại các trường mầm non, và dạy các zumba và hip hop, mà chủ yếu là bạn đam mê hip hop. Và bạn tuy công việc của bạn bận như vậy, nhưng mà bạn về nhà bạn vẫn quan tâm tới ba mẹ, lo bữa cơm gia đình. Mà khi bạn có thời gian rảnh là bạn vào bếp là bạn lo gia đình. Ngoài hình vẻ bên ngoài có vẻ thì bạn hơi muốn mỉm một chút thôi, nhưng mà bạn rất là tình sống tình cảm. Vừa rồi mùa dịch bệnh vừa rồi mấy tháng là bạn đi trực chốt ở dưới quận 3 đó, phường 1 quận 3, bạn làm tình nguyện viên ở đó luôn. Dạ. Bà làm tình nguyện viên ở dưới đó mấy tháng là dạ, không có về nhà đó. Với cô á thì là ai nghĩ sao, thì với cô thì con gái cô là số 1. Dạ. Còn nhà trai nghĩ sao? Theo em nghĩ thì với một bạn gái học nhảy thì nó sẽ thuận lợi cho công việc của Đức nhiều. Có nghĩa là Đức đang làm người mẫu và đang làm diễn viên, thì khi mà em có thêm những cái kỹ năng mềm, nó sẽ trau dồi được kỹ năng nghề nghiệp của em nhiều. Với là một bạn gái học nhảy thì như anh nói là một bạn sẽ có dáng vóc là săn chắc, sporty, thì những cô nàng như thế sẽ rất là lạc quan, vui vẻ. Thì khi mà mình gặp những cô đó, mình sẽ được truyền những năng lượng tích cực và mới mẻ hơn. Đúng rồi. À, và nếu như Đăng Đức có một người bạn gái biết nhảy như vậy thì Trịnh Tú Trung sẽ có cơ hội giảm cân. Hợp lý. Anh đừng lo, nếu như em có đi tham gia vào lớp đó thì em sẽ chừa một chỗ cho anh Hiếu. Kiểu như anh em đi tập trung mà. Thưa quý vị, đó là con gái của gia đình số 3. Chúng ta cùng xem cô gái gia đình số 4 được ba mô tả như thế nào. Dạ, xin mời ba ạ. Ba
ơn ba nhiều. Rồi, nhìn là đoán hình nền được ngay. Anh là anh đoán được rồi đó, nhà trai mình nghĩ sao? Khánh, nói gì cho vui nè. Em thì xin đoán con của... Thí dụ lúc mình đoán mình tươi chút được không cưng? Mình đoán căng mặt quá, căng quá. Ừ, mặt căng quá nè cưng. Rồi. Dạ, làm bán hàng. Bán hàng, nhân viên bán hàng, tiệm tạp hóa đồ này nọ, hay là bán gì đó ở nhà hay là trong tiệm, đúng không? Nghĩa là bạn sẽ là một nhân viên bán hàng. Đó là suy nghĩ của Khánh. Còn hai người còn lại nghĩ cái này thì nó hơi hiếm một tí, tại vì con gái mà đi làm shipper, làm shipper thì nó không có nhiều. Nhưng mà thật sự qua những cái hành động của chú giao rồi nhận rồi ghi lệ vô sổ, đúng rồi, thì vẫn tưởng tượng đây là một người làm nghề shipper. Đây là giao nhận. Dạ đúng rồi, đúng không? Giống giao nhận. Rồi. Nhưng mà đó là mình đoán thôi, để xem ba sẽ giới thiệu về con gái của ba cụ thể là làm nghề gì và có những điều gì mà ba tự hào. Mời ba. Con gái tôi á tên là Ngọc Yến, năm nay nó 22 tuổi, thì nó vẫn còn đang học, nó đang là sinh viên, nhưng mà nó có làm thêm cái nghề là tư vấn bảo hiểm. Tư vấn bảo hiểm. Dạ tiếp tục ạ. Ngoài cái thời gian đi làm và đi học á, thì cháu cũng có phụ giúp gia đình, rồi cháu cũng tập thể dục thường xuyên. Người nó cũng rất cân đối và đó là nó rất là năng động, khỏe mạnh. Dạ. Đối với mọi người á, tôi không biết sao, nhưng mà đối với tôi á, thì con gái tôi là số 1. Dạ. Có lẽ phải cho Hiếu hỏi thêm, em là một người con như thế nào trong gia đình? Nghĩa là về sự quan tâm gia đình, có thương ba, thương mẹ không? Có cái kỷ niệm nào mà ba nhớ và cảm động về em không? Kỷ niệm thì nhiều. Dạ. Vì con gái này nó rất là quan tâm tới gia đình. Khi mà nó đi học, đi làm á, thì về là nó phụ giúp gia đình dữ lắm. Dạ. Và nó rất là quan tâm ba mẹ rất nhiều. Dạ. Thật ra mà nói đây là gia đình có độ tuổi tương xứng với em nhất. Đúng không? Có độ tuổi tương xứng nhất, tại vì em 22 tuổi, phải không ba? Đúng. Tương xứng với Đăng Đức nhất. Nhưng mà đó là những gì mà mình nghe giới thiệu thôi. Còn nhà trai nghĩ như thế nào? Con đang là sinh viên đó Khánh. Dạ em suy nghĩ là mẹ sẽ hợp với bạn Đức hơn. Sẽ hợp hơn về độ tuổi thôi. Độ tuổi. Đúng không? Dạ. Có những chuyện hai người sẽ chia sẻ nhau dễ dàng hơn. Chia sẻ dễ dàng hơn tại vì cùng một thời, đúng không? Dạ đúng rồi. Còn Trung và Hân? Theo em nghĩ thì có thể là không hợp với Đức lắm. Vì nghề nghiệp tư vấn bảo hiểm là một bạn sẽ khá là giỏi nói. Và Đức thì lại là một người thích nhận sự thành thật. Đây là em không nói là kiểu là chê bai hay là có ý gì với bạn, nhưng vì Đức là nó một đứa, nó sẽ thích những cô gái nhỏ nhắn nhõng nhẽo nhưng phải thành thật và đi đúng vấn đề. Còn những bạn tư vấn bảo hiểm thì những bạn hơi bị ngọt ngào và dẻo miệng quá. Cái đó là do nghề nghiệp thôi em, biết đâu thì cái sự lanh lợi đó sẽ phù hợp với Đức, tại vì thấy Đức cũng khá là ít nói nha. Đặc biệt là thấy Đức khá là ít nói. Rồi, đó là bốn cô con gái của bốn gia đình. Nãy giờ mình biết hết rồi đúng không? Dạ. Bây giờ nhà trai sẽ làm một việc rất là khó khăn, không phải là Đăng Đức quý vị nha, mà chính nhà trai, ba thành viên ngày đây, Tú Trung, Hân và Khánh sẽ là người cùng hội ý với nhau và đưa ra quyết định dừng cuộc chơi với một gia đình mà mình cho rằng là ít phù hợp nhất với Đăng Đức, dù mình chưa gặp mặt con gái người ta. Thời gian hội ý dành cho nhà trai bắt đầu. Quý vị, thời gian hội ý đã hết. Chúng ta cùng xem là quyết định khó khăn đầu tiên của chương trình sẽ được nhà trai giải quyết và lựa chọn như thế nào. Trình Tú Trung, hãy cho chương trình được biết gia đình mà nhà trai
rất tiếc phải dừng cuộc chơi tại vòng một này là gia đình số mấy? Sau khi hội ý cùng Bảo Hân và Duy Khánh thì đại diện cho gia đình của Đăng Đức đưa ra một quyết định có lẽ là nó hơi thiếu trách nhiệm một chút, nhưng mà so với những gì mà cô chú vừa cho tụi con biết được ở trên sân khấu này thì chúng con chỉ dùng cái linh cảm của mình mà dự đoán. Cô gái ở vị trí mà con đọc con số này có vẻ không phù hợp lắm với Đức. Đó là gia đình ở vị trí số... Gia đình ở vị trí số 1 ạ. Dạ, lý do có phải vì tuổi tác hay không? Một phần là lý do tuổi tác, mà một phần là khi cô miêu tả thì em thấy con gái của cô cá tính quá mạnh. Và một cô gái đã có một cái độ tuổi nhất định, công việc ổn định và cá tính mạnh á, thì khả năng Đức nó lại thích một cái bạn nó hơi nhõng nhẽo xíu. Em nghĩ sẽ không phù hợp với Đức lắm á. Còn nhà gái nghĩ như thế nào? Con gái của mình có phải cá tính quá mạnh hay là như thế nào không mẹ? Xin thưa chương trình, con gái của tôi thì tuy tuổi là lớn nhưng mà rất là xinh đẹp. Có vóc dáng tức là đẹp, cao ráo, sạch sẽ, mạnh mẽ. Nhưng mà trong cái những cái ngoài thì mạnh mẽ như thế, nhưng trong tâm nội tâm nó cũng có những cái điểm yếu. Vậy thì chúng ta cùng xem khi mà em xuất hiện tại đây có làm cho nhà trai luyến tiếc và thay đổi quan điểm hay không. Ngay bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ với cô con gái của gia đình số 1. Xin mời. Rồi lên đây với anh Hiếu. Tiếc quá mình bị dừng cuộc chơi sớm. Dạ, xin chào anh Hiếu, chào gia đình nhà trai, chào các cô chú đang có mặt ở đây và cùng khán giả của trường quay ạ. Dạ, rồi mình đứng xích qua đây xíu rồi. Ở bên trong có lẽ là mình nghe hết tất cả những quan ngại mà nhà trai đưa ra để dừng cuộc chơi với mình. Em có đồng thuận với lý do đó không? Trước tiên thì em xin nói về bản thân mình một xíu nha. Thì hiện tại em 30 tuổi, công việc chính của em là kế toán. Nhưng mà 3 năm gần đây thì em có chuyển hướng sang làm social cho một công ty truyền thông. Và đặc biệt là em đang nhận cái mảng là casting social cho công ty truyền thông đó. Thì đây là cái công việc mà em không có cho mẹ em biết. Mẹ không biết luôn đúng không? Mẹ tưởng mình kế toán thôi. Kế tiếp là về em có nghe một cái nhận xét em là một cái cô gái mạnh mẽ. Thì thực chất là em cũng phải mạnh mẽ, em cũng phải xù lông một xíu đối với người ngoài. Tại vì bây giờ ở ngoài rất là nhiều yêu đương xanh. Nếu như mà em cứ trong cái tình trạng mà lúc nào cũng mềm yếu như thế này thì rất dễ bị người ta bắt nạt. Anh đồng ý. Đó, cho nên là cái việc mà mạnh mẽ của em á thì nó cũng đúng lúc đúng người. Dễ thương quá. Thưa quý vị, rất là tiếc khi mà nghe em chia sẻ ở đây thì bắt đầu mình hiểu em nhiều hơn. Đúng không? Em cũng làm một chút gì đó liên quan đến việc casting, liên quan đến việc để mà gắn bó với nghệ thuật, chứ hoàn toàn không phải là không có điểm chung nào. Đó, nhà trai nghĩ như thế nào với những chia sẻ này về cô gái này? Trước tiên là em thấy em không trúng show của công ty đó rồi đó. Tại vì bây giờ nếu như em cho bạn gái đi về thì chắc chắn sau này thấy tên em bạn cũng cho em về chung luôn. Không bao giờ chọn em nữa. Mai mốt mình dẫn quân đi casting đúng không? Vô đáy nhà của Trịnh Đức Trung gặp tên nữa. Cho ao liền. Ao liền. Ngay bây giờ anh muốn hỏi Đăng Đức, với những gì mà cô con gái nhà số 1 chia sẻ thì em cảm thấy như thế nào? Tại vì ngay lúc này nếu em cảm mến với những chia sẻ và ngoại hình này, em có quyền thuyết phục gia đình của mình để giữ cô gái này lại. Còn nếu như em vẫn đồng thuận với hội đồng người thân của mình thì em không giữ lại, thế thôi. Ý kiến của em ra sao? Trước tiên thì em xin chào chị ạ. Em xin chào chị ạ. Hả? Em chào chị luôn. Trời ơi. À không nha, dạo gần đây là em muốn lái chị hơi nhiều. Rồi, tiếp. Dạ,
thì chị xuất hiện với một ngoại hình rất là xinh đẹp và rất là cá tính. Em rất là hâm mộ cái sự mạnh mẽ của chị. Mặc dù chị nói ra thế nhưng mà em biết là bên trong chị vẫn có một sự yếu đuối bên trong. Tuy nhiên là em nghĩ là duyên mình chưa đủ. Gia đình thì cũng đã quyết định là không chọn chị rồi. Thì em nghĩ là chị sẽ tìm được một người tốt hơn, phù hợp hơn với chị. Còn với em với chị thì chúng ta vẫn có thể là bạn bè trong tương lai. Dạ, tiếc quá. Thưa quý vị, không có sự thay đổi quyết định nào ở đây. Vậy thì mời mẹ cùng xuống sân khấu để gửi lời chào đến khán giả. Xuống đây em. Dạ, mời mẹ lại đây. Lại đây với con ạ. Mẹ có một cô con gái trên cả tuyệt vời. Chúc mẹ và em sắp tới sẽ gặp nhiều may mắn, đặc biệt là có một chàng rể ưng ý mẹ nhất. Thưa quý vị, như vậy từ 4 gia đình tiềm năng, một gia đình đã phải dừng cuộc chơi qua quyền lực của hội đồng người thân. Chúng ta cùng 3 gia đình còn lại đến với vòng 2 mang tên Trái Tim Chân Thành. Ở vòng 2 này, 3 cô gái sẽ lần lượt xuất hiện dưới sân khấu và có 3 phút để chinh phục trái tim chàng trai. Sau 3 phút, các vị phụ huynh sẽ có 1 phút xuất chiêu hỗ trợ con mình đưa ra những lời thuyết phục chân thành nhất. Sau vòng này, gia đình chàng trai sẽ loại đi một gia đình mà mình cảm thấy không tương xứng nhất. Thưa quý vị, với vòng 2 Trái Tim Chân Thành ngay vị trí này đây, lần lượt từng cô con gái của gia đình nhà gái sẽ xuất hiện để chúng ta biết được diện mạo của em ấy như thế nào. Bên cạnh đó là lời ăn, tiếng nói và quan điểm tình yêu. Và đặc biệt, em ấy sẽ đưa ra những lời nói chân thành gì để thuyết phục chàng trai nam chính ngày hôm nay là Đăng Đức, cũng như thuyết phục hội đồng người thân của nhà trai, để xem các bạn thể hiện ra sao. Ngay bây giờ, mời Đăng Đức xuống vị trí này. Em có hồi hộp không khi chuẩn bị diện kiến 3 cô gái còn lại? Dạ em rất là hồi hộp ạ. Bình tĩnh nha. Khi mà các nàng dùng những lời chân thành chia sẻ với mình cũng có thể khai thác thêm, hỏi thêm để xem là chúng ta trùng khớp với nhau được bao nhiêu quan điểm. Dạ. Nha. Thưa quý vị, không chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta cùng gặp gỡ với cô con gái gia đình số 2. Xin mời. Xinh quá. Sao nãy giờ đứng ở trong hồi hộp không? Dạ cũng hồi hộp ạ. Ở trên phòng chờ nhìn xuống thấy anh Đăng Đức như thế nào? Ở trên hình và ở ngoài khác nhau nhiều không em? Dạ, ở ngoài nhìn dễ thương hơn. Ở ngoài hơn. Dễ thương hơn đúng không? Dạ. Dạ. Trẻ. Trẻ, phái phái không? Phái phái, chảy nước miếng, chảy nước miếng. Lẽ tình lắm nha, lẽ tình lắm nha. 2 phút dành cho hai em, bắt đầu. Dạ, em chào anh. Anh có đèn pin không? Anh không. Em không biết đường. Sao rồi tim anh luôn đấy. Người gì đâu mà dễ thương. Thì hồi nãy mẹ em có giới thiệu em á là hơi nhõng nhẽo. Nhưng mà thật ra em nghĩ là đối với cha mẹ thì con cái của mình lúc nào cũng nhỏ bé, bé bỏng. Thì cha mẹ, trong mắt cha mẹ thì có thể là thấy chúng ta là hơi nhõng nhẽo, hơi trẻ con một tí. Nhưng mà thật ra em khi ra ngoài làm việc với bạn bè, với đồng nghiệp, với mọi người thì em là một người cũng có cá tính và rất là quyết đoán. Cũng không có phải là kiểu nhõng nhẽo hay mè nheo hay là bắt người khác phải theo những cái ý của mình hay là chiều chuộng mình. Cho nên nó là em xin đính chính lại cái chỗ đó một xíu. Dạ. Thì không biết là anh có ấn tượng như thế nào với em? Trước tiên thì anh thấy rất là ấn tượng về ngoại hình của em. Rất là xinh đẹp. Thì không biết là... Hết giờ! Ngay bây giờ thì nhà gái sẽ có thêm 1 phút nữa để thuyết phục gia đình nhà trai. Dạ mẹ, mẹ sẽ có thêm 1 phút nữa để nói với nhà trai. Đặc biệt là
ba bạn ở bên hội đồng người thân để có thể ra quyết định giữ con gái mẹ lại đến vòng cuối cùng mẹ nha. Một phút dành cho mẹ bắt đầu. Đức là con gái của mẹ cũng theo cái ngành giống giống con vậy đó, là diễn viên đó. Thì nếu mà hai đứa đến được với nhau thì mẹ sẽ cố gắng hỗ trợ hết sức giúp đỡ hai con, như quần áo nè, cơm nước nè, chăm sóc sức khỏe, ăn uống, rồi chở đi đóng phim, hoặc là khi nào làm những cái việc nhà nếu mà hai con có cái lịch bận đó, mẹ sẽ hỗ trợ hết mình. Dạ. Thưa quý vị, đó là cô con gái cưng của gia đình số 2. Ngay bây giờ chúng ta cùng xem là hai cô gái còn lại sẽ thể hiện như thế nào. Một tràng vỗ tay, hẹn gặp em trong vòng sau nha. Thưa quý vị, đó là cô gái gia đình số 2. Ngay bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ với cô con gái cưng của gia đình số 3. Xin mời. Rồi, Kim Phụng, gương mặt này cũng không có xa lạ thưa quý vị. 2 phút dành cho đôi trẻ bắt đầu, xin mời. Chị. Chị. Chào em. Chào em. Trời ơi, gì vậy trời? Không biết nói gì anh. Chị tên là Kim Phụng. Chị nhảy được 14 năm rồi. Niềm đam mê của chị là nhảy. Hết hả? Em có muốn biết gì về chị không? Vậy chị có quan ngại nếu mà yêu một người nhỏ tuổi hơn mình không? Thực sự ra thì chị nghĩ là tuổi tác nó không quan trọng, mà cũng quan trọng tại vì nếu mà mình chênh nhau quá nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng tới suy nghĩ. Nhưng mà quan trọng là tình cảm của hai người thôi. Thì chị cũng đó là suy nghĩ của chị thôi. Hả? Đam mê của em là diễn viên hả? Ừ đúng rồi, dạ. Hết giờ. Trời ơi, người ta không đam mê sao đi làm diễn viên. Hỏi câu, đam mê của em là diễn viên hả? Em chưa kịp nói tiếp câu tiếp theo. Rồi, đối với chị, tuổi tác không quan trọng mà cũng quan trọng. Trời ơi, thiệt luôn. Hồi đó giờ anh chưa từng gặp ai phù hợp với cái từ hoài vốn như em á. Bây giờ mẹ cũng sẽ có một phút để thuyết phục hội đồng người thân của nhà trai để giữ em lại. Mời mẹ, một phút bắt đầu. Với mẹ thì tuổi tác thì không có quan trọng. Cái quan trọng là hai đứa hiểu nhau và chia sẻ với nhau trong cuộc sống, cùng hỗ trợ nhau trong công việc, và cùng động viên nhau, chia sẻ. Còn mẹ thì những cuộc sống của mẹ rất là hỗ trợ tụi con trong chuyện hôn nhân gia đình. Mẹ sẽ dạy con gái mẹ về công du ngôn hạnh, dù con bận công việc, để cho con lo cho gia đình, con gái mẹ lo cho gia đình, lo cho chồng, cho con hơn. Thưa quý vị, đó là gia đình số 3. Chúc cho em gặp nhiều may mắn để có thể có mặt ở vòng trong và chinh phục chàng trai này nha. Rồi, vào trong nào. Chúng ta vừa gặp gỡ cô gái gia đình số 3. Bây giờ còn một cô gái nữa. Cùng chào đón cô con gái cưng gia đình số 4. Sao? Dạ. Đang hồi hộp lắm không? Dạ đúng rồi, em rất hồi hộp anh. Rất hồi hộp phải không? Nãy giờ mình nghe hai cô gái kia xuất chiêu rồi đúng không? Dạ. Bây giờ thì cố gắng dùng 2 phút này để chinh phục nha. Dạ. 2 phút dành cho hai em, bắt đầu. Dạ chào anh. Chào em. Dạ. Không biết thì quan điểm của anh về tình yêu như thế nào?
Nhưng mà với em là ngay từ đầu, trước khi bắt đầu một mối tình gì đó thì em thích cái sự rõ ràng ngay từ đầu. Có thể là trong cuộc sống sẽ có nhiều khó khăn, nhưng mà khi mà mình quen rồi á, thì có gì thì em cũng mong muốn là mình có thể chia sẻ với nhau để mà mình hiểu nhau nhiều hơn. Không biết là anh Đức có uống bia không? Anh thì cũng có một chút. Dạ, em thì em không uống được nhiều, nhưng mà em lại thích uống cùng với lại người yêu của mình. Tại vì khi mà có một chút xíu thì mình sẽ dễ chia sẻ với nhau, rồi mình cũng tâm sự với nhau được nhiều hơn. Dạ. Không biết là lúc mà em quen á, nếu mà em quen một người mà không... Em làm bên tài chính đúng không? Dạ đúng rồi. Nếu mà em quen một người không cùng với lĩnh vực nghề nghiệp mình làm á, thì em có quan ngại không? Vấn đề này thì em không quan ngại. Thì thật sự là không phải là mình cứ cùng ngành nghề mình mới được đi đến nhau. Chủ yếu là mình cảm thông với nhau mà sự chia sẻ của mình thôi. Tại mỗi ngành nghề đều có một cái ý nghĩa riêng của mình. Hết giờ. Thưa quý vị, đó là 2 phút mà cô gái gia đình số 4 đã chinh phục Đăng Đức đây. Còn bây giờ ba sẽ có thêm 1 phút nữa nha ba, nói thêm những lời chân thành để thuyết phục gia đình, hội đồng người thân của nhà trai giữ con gái của mình lại. 1 phút dành cho ba, bắt đầu. Con gái Ngọc Yến của tôi đó thì nó còn trẻ, mới có 22 tuổi thôi, nhưng là nó có cái tính độc lập, tự lập rất là sớm. Và nó cũng nói chung là đẹp gái nữa. Gia đình đó thì rất trông cậy vào con gái, tại vì con gái đó là đi, vừa đi làm nè, vừa đi học nè, rồi vừa rảnh chăm lo cho gia đình dữ lắm. Cho nên đó, là con Đức á, con yên tâm đi, khi mà về với con gái của chú á, là bảo đảm nó sẽ có chí hướng tâm chăm lo cho gia đình dữ lắm. Đối với ai thì không biết, chứ đối với gia đình á, con gái của chú á, là điều tuyệt vời nhất đó. Dạ. Thưa quý vị, đó là sự thuyết phục của gia đình nhà gái. Và chúc cho em may mắn để có mặt ở vòng trong nha. Một tràng vỗ tay thật lớn quý vị. Như quý vị cũng thấy, lần lượt từng gia đình đã ra đây, chúng ta biết được diện mạo của các cô con gái của các gia đình là như thế nào. Quan trọng bây giờ, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về gia đình nhà trai, hội đồng người thân của nhà trai sẽ tiếp tục cân đo đong đếm xem về ngoại hình, về tính cách, về lời ăn tiếng nói nãy giờ chúng ta được nghe. Xem gia đình nào ít phù hợp hơn, chúng ta lại ra quyết định dừng cuộc chơi nha. Thời gian hội ý dành cho nhà trai bắt đầu. Quý vị, thời gian hội ý của nhà trai đã hết. Trịnh Tú Trung tiếp tục sẽ là một quyết định sẽ khó khăn khi mà chúng ta biết được diện mạo các cô gái rồi, nghe từng lời ăn tiếng nói rồi, và bây giờ quyết định của em là gì? Cô gái sẽ tạm dừng cuộc chơi ngày hôm nay. Dừng luôn chứ không tạm à? Dừng luôn đó em. Cô gái mà theo suy nghĩ của chúng em là không hợp với Đức ở thời điểm này thôi ạ, là cô gái ở vị trí số 4 ạ. Lý do em có thể chia sẻ một cách sơ lược, theo như những gì em cảm nhận thì bạn cô gái ở gia đình số 4 á là một người rất giỏi. Em rất trẻ nhưng mà phải bươn chải, phải làm rất nhiều công việc. Và lý do gì ở một cái độ tuổi còn phải ăn, phải học dê mà phải làm rất nhiều việc như vậy?
thì chắc chắn gánh nặng kinh tế, gánh nặng gia đình đang là một trong những điều rất là quan trọng đặt nặng lên đôi vai của em. Thì nếu như cô gái đó chọn Đức và Đức chọn cô gái ấy, hai người sẽ phải đối diện với những áp lực rất lớn từ phía gia đình của cô gái. Thì cô gái vừa phải lo cho gia đình của mình mà phải vừa lo cho một gia đình nhỏ. Nếu như hai người thành đôi, nó là một câu chuyện không dễ chút nào đâu ạ. Hội đồng người thân nhà trai đã đưa ra quyết định là loại một cô nàng trạc tuổi của Đăng Đức Nhất để xem với lựa chọn này có phải là một quyết định đúng đắn hay không. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng lắng nghe những tâm tư và nguyện vọng của cô con gái gia đình số 4. Mời cô gái gia đình số 4 trở lại sân khấu. Em nghĩ sao về quyết định dừng cuộc chơi của hội đồng người thân nhà trai? Họ lo rằng là em sẽ gánh vác gia đình của mình nhiều quá, cũng không có thời gian, cũng như không chịu nổi cái áp lực để xây dựng và hoạch định tương lai cùng với chàng trai này. Dạ đầu tiên thì em cũng hơi tiếc một chút xíu, tại vì nhìn anh cũng đúng gu mà em thích nữa. Nhưng mà đối với em nghĩ là hiện tại á, thì mình chưa có biết được tương lai chắc chắn như thế nào. Và em nghĩ em có thể là gánh được những cái áp lực đó. Tại vì thật sự như mà em đã chọn ngành bảo hiểm để em làm tư vấn viên, em chịu áp lực từ người khác, tất nhiên là em khó tiếp cận với khách hàng, em tư vấn cho người ta rất là khó khăn. Mà những áp lực đó em còn chịu được thì tại sao áp lực gia đình, những người mà em yêu thương, em dành tình cảm cho họ, tại sao em lại không chịu được? Thì cái đó thì em không đồng ý lắm. Đúng rồi, rõ ràng là mình còn hoạch định tương lai cho người khác được thì mình có lý do gì mình không hoạch định tương lai cho mình được, đúng không? Và đặc biệt là có rất là nhiều bạn hiện nay giữa công việc, có thể là một người giỏi công việc nhưng mà trong tình cảm có thể không. Và minh chứng là ai? Trịnh Tú Trung đó thôi. Cho nên là em đừng có lo, đúng không? Đừng bao giờ đặt những áp lực lên người phụ nữ. Đừng bao giờ đặt những áp lực vô hình đó lên người phụ nữ. Tôi tin rằng đàn ông cũng vướng phải áp lực y chang như vậy. Cho nên không sao, chỉ là phiên bản không phù hợp với mình thôi. Ha, rồi bây giờ mời ba xuống đây ạ. Thưa quý vị, rất là tiếc khi mà chúng ta phải chia tay cô con gái vừa giỏi, suy nghĩ thấu đáo, lo cho gia đình như là gia đình số 4. Không biết nói gì hơn ngoài chúc em sẽ luôn bản lĩnh và tự tin như vậy, làm chủ cuộc sống của mình. Phụ nữ độc lập và tự chủ thì chắc chắn tình yêu sẽ đến với mình ở một khoảnh khắc mà mình không ngờ đến. Chúc cho ba nhiều sức khỏe. Một tràng vỗ tay để gửi lời chào đến gia đình số 4. Thưa quý vị, từ 4 gia đình tiềm năng, 2 gia đình đã phải dừng cuộc chơi vì quyền lực của hội đồng người thân. Chúng ta còn 2 gia đình, số 2 và số 3 cùng đến với vòng quyết định mang tên Thông Gia Song Đấu. Ở vòng này, gia đình của 2 cô gái còn lại sẽ đem đến chương trình 2 kỷ vật đắt giá nhất để chinh phục gia đình thông gia tương lai của mình. Vòng 3 có lẽ là vòng thi gay cấn nhất, khi gia đình của 2 cô gái kiên quyết tranh luận và đưa ra những lý lẽ thuyết phục giải thích tại sao con gái của họ xứng đáng được gia đình chàng trai lựa chọn. Sau màn tranh luận kịch tính này, gia đình chàng trai sẽ đưa ra quyết định cuối cùng, chọn gia đình cô gái nào phù hợp và đạt tiêu chuẩn để trở thành thông gia của mình. Cuối cùng, chàng trai của chúng ta sẽ lên tiếng về cảm nhận của bản thân và đưa ra lựa chọn của mình. Thưa quý vị, các gia đình đã vào vị trí cho phần trình báu vật. Chúng ta cùng xem là món báu vật của 2 gia đình như thế nào. Cùng chào đón món báu vật gia đình số 2. Xin mời. Chào chàng trai mắt kính đen. Xin hoài cái kính không cho quý vị ạ. Ngay bây giờ, Đăng Đức sẽ là người khám phá. Mình chạm vào để mình mô tả cho mọi người cùng biết xem là mình chạm thấy hình thù gì, mềm, cứng, mỏng, dày ra sao ha. Mời em mô em tả nha. Mở bên trong không, ở bên ngoài. Cứng hộp hay là mềm? Cứng á. Nghĩa là cái hộp hay là cái khuôn? Nó là cái hộp ạ. Nó là cái hộp. Dạ. Nếu là cái hộp thì thường phải có cái nắp, nó phải là cái nắp không? Phải ạ. Phải cái nắp luôn. Nghĩa là cái hộp hình trái tim rồi. Ở bên trong có gì thì mình chưa biết. Chưa biết ạ. Thưa quý vị, chúng tôi rất vinh dự vì chúng tôi có 2 hội đồng thẩm định đoán bách phát bách trúng.
luôn luôn đoán trúng trong mọi tình huống thưa quý vị. Lâu lâu thì hơi trật thôi. Vậy thì bây giờ mình xem hội đồng thẩm định của chương trình sẽ đoán là cái gì. Mời cánh phải trước. Nhẹ nhàng nha tụi em nha, báu vật nha. Rồi, mời cánh trái. Dạ, rồi, nào. Linh hoạt lên, nhìn ngó, soi xét thật kỹ nha. Đúng rồi, nhìn ngó, soi xét, chạm thật kỹ. Rất hồi hộp. Hai hội đồng thẩm định chúng tôi đã được chạm vào món báu vật. Cánh phải, chúng ta cùng biểu quyết. Đó là gì? 2, 3. Dạ, mình hơi bị lấn cấn nội bộ. Mình lại nha. 2, 3. Hộp bông hồng trái tim. Nghĩa là trong chiếc hộp đó có bông hồng. Bên cánh trái của mình, đó là gì? Hộp hình trái tim rỗng. Thưa quý vị, một bên thì đoán rằng đây là hộp bông hồng trái tim, một bên thì hộp trái tim rỗng. Để xem. Và đó chính là hộp trái tim. Cảm ơn em rất nhiều. Ồ, nặng nha. Khá nặng. Đây, em rờ thử thôi. Nặng không? À, dạ có. Mình loại trừ nhẫn rồi. Đúng không? Tại vì chiếc hộp khá là nặng. Để xem trong chiếc hộp có gì. Có phải là bông hồng hay là một chiếc hộp rỗng? 1, 2, 3. Xoài. Tự nhiên tôi thèm một chén mắm đường quá. Thưa quý vị, đó chính là những trái xoài. Ồ, rất là bất ngờ. Xoài đựng trong một chiếc hộp hình trái tim rất là đẹp. Hiếu sẽ mang về cho nhà gái để xem nhà gái chia sẻ điều gì. Anh gửi lại cho em 2 trái xoài. Dạ. Mời mẹ và em sẽ trình với nhà trai vì sao mình chọn món báu vật này để gửi gắm thông điệp gì nha. Dạ, xin mời. À, xin chào nhà trai. Đây là một cặp trái xoài để trong hộp trái tim. Cô có nghe một câu chuyện về một nhân vật Ruchi. Đó là một chàng trai có trái tim vô cùng mấp mép, luôn quan tâm, giúp đỡ mọi người. Và khi chàng trai này mất đi thì mọi người đều bảo nhau là nơi của chàng trai mất đi mọc lên một cái cây. Và cái cây ấy chỉ có ra đúng một quả có hình dạng giống trái xoài. Và cô mong là khi cô dâng cái báu vật này lên cho bên phía đàn trai, tức là cô đang muốn trao gửi trái tim của người con gái mà cô yêu thương nhất, cô con gái bé nhỏ của cô, cho bạn Đức đây. Mong là hai bé sẽ yêu thương nhau và sẽ luôn cùng nhau phát triển trong cái sự nghiệp hôn nhân của mình. Dạ. Một gửi gắm thông điệp qua một câu chuyện và hy vọng cả hai sẽ cùng đến với nhau, cùng đơm hoa kết quả, một lòng một dạ cùng nhau. Phải không ạ? Thật là tuyệt vời và dễ thương. Ngay bây giờ chúng ta cùng xem món báu vật của gia đình số 3 sẽ là món báu vật như thế nào. Xin mời! Đang Đức khám phá xem, mô tả cho mọi người biết nó có phải là chiếc hộp hay chiếc rương hay là một vật dụng gì hình vuông không? Dạ. Có nắp không? Dạ có. Có nắp. Lại là một cái hộp. Lại là một cái hộp. Đánh đố chúng ta quá, đánh đố chúng ta quá. Em có được nhấc lên không ạ? Em nhấc lên thử, nặng nhẹ. Nặng. À ha. Cũng là nặng nữa, mời hội đồng thẩm định. Cái gì đặt trong một chiếc hộp nặng và hình vuông?
khá là hồi hộp thưa quý vị. Trở lại đây. Nào, hãy đồng thanh cho chúng tôi biết đó có thể là gì? 2, 3. Trái dừa. Trái dừa đựng trong hộp hả? Có cầu kỳ quá không? Báo vật. Bên cánh phải là trái dừa. Còn cánh trái, 2, 3. Hộp giày. Ở trong có thể là đôi giày. Đính chính luôn là anh chưa thấy đôi giày nào đựng trong cái hộp hình vuông bao giờ cả. Để xem báu vật hôm nay là gì quý vị nha. Đó là ồ, một chiếc hộp thông gia song đấu. Em hãy mở ra xem để xem bên trong là gì. Gì mà cười? Cầm lên. Một trái đu đủ. Cảm ơn em rất là nhiều. Thưa quý vị, hôm nay là đại chiến trái cây. Một bên là xoài, một bên là đu đủ. Để xem ẩn chứa những điều gì nha. Hiếu xin gửi lại cho nhà gái. Dạ, gửi lại mẹ. Trái đu đủ này mẹ mang tới chương trình gửi cho các con với thông điệp là một năm với các con nhiều sức khỏe, hạnh phúc và tài chính, đảm bảo về tài chính, đảm bảo cho con một cái cuộc sống hạnh phúc đầy đủ hơn. Đúng là mong sau này nhà mẹ tuy không phải khá giả gì nhưng mà nhà cũng 3 tầng đủ cho con là một sinh viên, ví dụ như con còn bỡ ngỡ trước khi trong cuộc sống thì mẹ cũng sẽ hỗ trợ tụi con. Con gái mẹ cũng độc lập về kinh tế, thành ra con không phải lo gì về chuyện kinh tế cả. Dạ. Thưa quý vị, một ẩn dụ về sự đủ đầy trong cuộc sống, đủ đầy trong tài chính cũng khá là thú vị. Hai bên gia đình đã mang đến 2 món báu vật là 2 quả trái cây rất là quen thuộc. Ngay bây giờ, gia đình nhà gái sẽ cùng làm một nhiệm vụ nữa, đó chính là dùng những lý lẽ, lập luận và quan điểm sắc bén của mình để thuyết phục nhà trai trả lời cho câu hỏi vì sao nên chọn con gái của mình mà không nên chọn con gái của gia đình còn lại. Hy vọng rằng hai mẹ sẽ quyết liệt cùng với hai em nếu chúng ta có quan điểm gì để bảo vệ bản thân hay là minh chứng cho gia đình nhà trai, chúng ta cứ mạnh dạn lên tiếng nha. Thời gian dành cho hai gia đình nhà gái bắt đầu, xin mời. Đầu tiên là cô đến đây, cô thấy hai con xuất hiện với nhau thì rất là hợp đôi, tông xuyệt tông luôn đó. Quý vị khán giả nhìn cũng thấy rõ rồi. Rất là đẹp đôi luôn. Và cô cũng thấy là nghề nghiệp của hai đứa cũng tương xứng với nhau nữa. Dạ. Yeah. Cô á, con hai tụi hai đứa con á mà tiến tới mà hai duyên tụi con á tới thì tụi con về nhà cô thì tuy không khá giả đâu nhưng mà cô cũng đầy đủ cái tình cảm và như là hiểu và tâm lý để hỗ trợ cái cuộc hôn nhân tụi con. Ví dụ có trong công việc con cần thì Phụng sẽ hỗ trợ con hơn. Hãy về với mẹ nhé. Dạ. Đó là mình vừa thuyết phục thôi. Mình vừa thuyết phục chứ mình chưa đưa ra điểm yếu của cô con gái gia đình đối phương. Mẹ áo xanh thấy cô con gái của gia đình đối phương như thế nào? Cô thấy cái bạn nữ bên kia thì cũng tham gia nghệ thuật đó nhưng mà là một vũ công, mà vũ công thì cô thấy trên những cái sàn diễn thì họ trang phục của họ sẽ rất là, nói chung là không có được kín đáo, không có được theo truyền thống như cô thì cô cũng thấy không được lịch sự trang trọng. Cái trang phục thì chỉ là diễn trên sân khấu thôi. À, còn ngoài đời cái quan trọng là hai đứa đối với nhau, hai đứa sống với nhau và chia sẻ với nhau trong công việc, trong cuộc sống. Dạ. Không, nhưng mà trang phục không nói lên con người. Khi mà khi cái đó, cái tính cách và hai đứa chia sẻ với nhau mới là điều quan trọng hơn. Dạ. Dạ. Nhưng mà khi mà người bạn trai mình mà nhìn thấy bạn gái của mình ăn mặc như vậy trên sân khấu thì chắc cũng sẽ có hơi một chút ghen tị. Mình mặc hở hang hay là gì đó là do công việc thôi chứ không phải là để cho trai ngắm đâu, mà do cái tính cách của mình nữa. Có mình đã thương một người nào đó thì mình phải chung thủy và hiểu nhau, chia sẻ với nhau. Có một cái vấn đề nữa là con gái của chị thì lớn tuổi
cái độ tuổi sinh nở nó cũng khó khăn nữa. Mà phụ nữ sau khi sinh xong thì sẽ xuống sắc á. Cho nên việc có một người chồng mà trẻ mà đẹp trai mà là còn diễn viên nữa thì không biết con gái chị có lo lắng hay không. Bây giờ là thế kỷ 21 rồi chị, không còn cái tuổi tác nó không quan trọng nữa. Mà con tôi tuy nó lớn tuổi nhưng mà nó có sức khỏe và nó có đủ, nó đã từng trải, nó có kinh nghiệm và nó về nó có thể hỗ trợ gia đình bên nhà chồng hơn. Và nó lo, biết cách chăm lo, nó đã dancer thì nó biết cách chăm lo dinh dưỡng để chăm sóc sức khỏe cho nó tốt hơn. Nhưng mà chắc là sẽ không có bằng con trai, con gái của tôi được. Thì con gái của tôi nó còn trẻ, còn trong độ tuổi sinh nở. Nó còn ngoại hình của nó là nó còn phát triển sự nghiệp nữa, dễ dàng hơn. Con gái tôi cũng nó đâu có xấu, chị thấy nó cũng đẹp mà. Nó đẹp mà, ngoại hình mà. Đấy, nó đẹp đó, cũng cao ráo đẹp đó. Chỉ lớn tuổi thì cũng không phải là cái vấn đề mà bàn nói ở đây. Nhà trai ngay lúc đầu đã không có bàn tới rồi. Sao bây giờ chị còn nói vậy? Nhưng mà rõ ràng là con gái của tôi hơn rất là nhiều. Nó bé trẻ trung, năng động, rồi nghề nghiệp diễn viên rất là nhiều, vai diễn phù hợp nữa. Về chuyện nghề nghiệp á, thì tôi nói cho chị nghe, con gái chị là diễn viên thì có những cái vai diễn á, đi diễn phim trường thường xuyên này, không có thời gian mà để mà chăm sóc gia đình nhiều như con gái của tôi làm dancer. Và chỉ diễn viên thì có những cái cảnh mà ôm ấp hoặc là nắm tay nắm chân, nhiều khi ảnh hưởng tới hôn nhân gia đình. Chị thấy không, có những cái bây giờ có bao nhiêu kiểu tình phim giả mà tình thật không? Đó, bao nhiêu chuyện như vậy để đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Nhưng mà đó là họ diễn ở trên sân khấu rồi diễn trước mặt bao nhiêu người, diễn xong rồi xả vai thì họ quay lại cuộc sống bình thường thôi. Tôi biết cũng có nhiều cặp diễn viên Việt Nam như là Lương Thế Thành, Thúy Diễm, họ đang sống rất là hạnh phúc. Và con gái tôi biết tính cách của nó là chung thủy. Khi đi quay rồi thì chỉ có chung thủy với một người thôi, còn nghề diễn viên chỉ là một cái đam mê và cái để mà mình kiếm sống thôi chị, chứ không có theo đuổi. Nhà trai cũng là diễn viên mà con chị cũng là diễn viên, thì gì thời gian đâu mà chăm sóc gia đình. Nói như vậy thì con chị cũng làm trong nghệ thuật, cũng sẽ đi book nhiều show hơn nữa. Vậy thì nó cũng sẽ bận rộn. Không, con tôi là dancer, nó chỉ diễn xong rồi nó về thôi, chứ nó không có đi diễn phim, đóng phim hết tháng này tới qua tháng nọ hay ngày kia đâu. Nó không có đóng phim nhiều như vậy. Mà nó không đi như vậy, vì nó chỉ diễn xong rồi nó 5 phút rồi xong một bài rồi. Đó. Không có thời gian chăm sóc gia đình hơn. Dạ. Thưa quý vị, đó là quan điểm từ phía hai gia đình nhà gái. Bây giờ hai cô con gái có điều gì muốn chứng minh cho nhà trai thấy mình xứng đáng hơn nữa không? Mời hai cô gái bắt đầu. Dạ, kính chào nhà trai. Thì theo như mọi người cũng đã thấy á, thì mẹ em cũng đã đưa ra những cái quan điểm nó rất là phù hợp về ngoại hình, về công việc. Thì ngoại hình thì hai đứa cũng rất là phù hợp với nhau. Rồi công việc thì cũng có thể hỗ trợ nhau, công việc nó cũng tương đồng với nhau. Thì em nghĩ là em sẽ phù hợp hơn về cả ngoại hình, cũng như là tuổi tác, cũng như là những cái mối quan hệ trong xã hội. Thì em nghĩ là như vậy. Cô gái bên kia. Chào nhà trai. Thì với em thì em nghĩ là tuổi tác và nghề nghiệp nó chỉ là một cái phần nhỏ thôi. Quan trọng là em và Đức có hợp và nói chuyện được với nhau và chia sẻ được với nhau không? Thì cái đó mới là quan trọng. Dạ. Thưa quý vị, đó chính là những quan điểm và chia sẻ của nhà gái ra sức thuyết phục gia đình nhà trai. Bây giờ để xem ngày hôm nay gia đình nhà trai sẽ lựa chọn như thế nào. Và cuối cùng quan trọng vẫn là Đăng Đức sẽ là người lựa chọn như thế nào. Mời các vị vào vị trí để chúng ta đến với kết quả cuối cùng. Xin mời. Xin mời, thời gian hội ý cuối cùng dành cho nhà trai bắt đầu. Thank you.
Thưa quý vị, thời gian hội ý dành cho nhà trai đã hết. Để xem hội đồng nhà trai đưa ra quyết định như thế nào. Đâu là cô con gái mà gia đình nhà trai nghĩ rằng sẽ phù hợp với Đăng Đức đây? Sau những gì mà hai cô đã trao đổi với nhau ở trên sân khấu, cũng như là muốn gửi gắm cho Đức cũng như là cho Thông Gia, tụi con đây, thì lại là một quyết định khó khăn và có hơi bất ngờ. Thì con xin phép được chọn người con gái mà con cảm giác được là hợp với sự phát triển cũng như là Đức ở thì hiện tại. Đó là... đó chính là cô gái ở vị trí số... ba. Nằm ngoài dự đoán của Hiếu luôn quý vị. Nằm ngoài dự đoán của Hiếu và chắc chắn là với khán giả đang theo dõi truyền hình cũng nằm ngoài dự đoán của quý vị luôn. Lý do tại sao? Thật ra thì cũng không khó để nói cái chuyện này đâu ạ. Tại vì sau những cái gì mà các cô tranh luận thì con không bàn về quan điểm công việc. Tại vì mỗi công việc nó sẽ có một thế mạnh cũng như có một góc khuất riêng. Mình chỉ bàn về cái việc là khi mà trong cái quá trình mà thời gian vừa qua, khi mà thành phố mình bước vào một cái giai đoạn rất là khó khăn, thì như mẹ của bạn Kim Phụng có chia sẻ, thì Kim Phụng phải tạm xa gia đình những 4 tháng để ở vùng dịch, phục vụ cho cộng đồng, phục vụ cho xã hội. Thì đó là một trong những đức tính rất là cao cả. Là con trai đi mình làm việc đó đã khó khăn rồi, huống hồ là con gái chấp nhận một cuộc sống cộng đồng, một cuộc sống chung với mọi người mà trong một khu vực nguy hiểm, hy sinh bản thân mình vì người khác, thì đó là một điều rất là đáng trân trọng. Đó là quan điểm lựa chọn của nhà trai. Vậy thì tại sao không lựa chọn cô gái gia đình số 2? Ở cô gái của gia đình số 2 thì chúng ta thấy em vẫn còn một cái niềm đam mê rất lớn dành cho công việc. Nên mình nhìn thấy là với một mối quan hệ, với một cái chuyện tình yêu á, thì em chưa để tâm lắm. Chắc chắn cô gái đó, một là không quan tâm tới chuyện tình cảm, công việc là phần trên. Hai là cô gái đó có quá nhiều sự lựa chọn để tìm cho mình một hạnh phúc. Nên là nếu như không có là Đức thì chắc chắn bạn gái đó cũng thừa sức tìm được hạnh phúc. Thì có lẽ là với cảm quan cá nhân của em thì em thiên vị hơn một tí. Em thiên vị hơn cho một người con gái để dành nhiều thời gian cho cộng đồng. Thì bây giờ nếu như có một hạnh phúc, có một món quà nào đó em cảm thấy xứng đáng, thì em vẫn chọn trao cho người phụ nữ đó trước. Dạ, vâng. Mẹ của nhà số 2 nghĩ sao về lựa chọn này của gia đình nhà trai? Dù sao thì đây cũng là quyết định của nhà trai. Và tôi cũng rất tiếc cho con gái của mình không được chọn trong lần này. Nhưng mà hy vọng là hai đứa ở ngoài có thể làm bạn bè với nhau. Dạ. Hai Đức. Vâng. Ngay bây giờ chúng ta cùng mời cô con gái gia đình số 2 và mẹ cùng bước ra sân khấu. Xin mời. Mẹ ơi. Tí có em nghĩ gì về lựa chọn của nhà trai? Em bất ngờ về lựa chọn này không? Dạ thì em nghĩ chương trình này tình cảm thì nó cũng tùy duyên thôi. Thì nếu mà được thì đến với nhau, còn nếu không được thì chúng ta chúc phúc cho nhau chứ. Em cũng không có, thì cũng có hơi buồn và tiếc một chút, nhưng mà em không, em vẫn mong là hai bạn sẽ đến được với nhau và cái tình yêu này nó sẽ được giữ mãi, giữ vững, giống như là những cái lời chúc mà từ bác bên kia đã gửi đến cho hai người. Tiếc quá phải không? Thưa quý vị, ngay bây giờ thì còn nói gì nữa. Chúc cho em và mẹ sẽ có nhiều sức khỏe. Đặc biệt là trong thời gian tới sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và quan trọng hơn, đó chính là chúng ta sẽ sớm có được một tình yêu chân thành nhất, phù hợp với mình nha. Và chúng ta sẽ... Em xin có ý kiến. Dạ này, từ đầu chương trình đến giờ tới giờ em thì là người ít nói, nhưng mà em quan sát rất nhiều. Em nhận thấy bạn nữ số 2 này á, rất giống nó một mẫu hình, một bạn gái lý tưởng của em. Bạn gái lý tưởng của em. Em muốn gì? Đó là em muốn gì? Em muốn có một sự bắt đầu một mối quan hệ đặc biệt. Muốn đặt một mối quan hệ. Lên đây. Rồi, hai em lên đây. Dạ. Tạo điều kiện. Tại vì đây là cô gái mà gia đình mình đã dừng cuộc chơi rồi. Bây giờ em muốn nói gì với cô gái này? Dạ em rất thích cô gái này. Và
em có thể đồng ý làm người yêu của anh không? Em thấy anh cũng dễ thương, hiền lành, và kiểu giống như là chủ động trong một mối quan hệ đối với một cô gái ở trên một cái phim trường như vậy. Thì cái sự chân thành đó thì em rất là cảm ơn. Em nghĩ sao về đề nghị này? Thì em đến chương trình này thì đương nhiên là em cũng muốn tìm cho mình một cái mối quan hệ để chúng ta có thể tìm hiểu lẫn nhau. Thì có thể là trước đó em đã không có được sự may mắn, thì nếu mà anh đã mở lòng với em thì em cũng rất là sẵn sàng để tìm hiểu một cái mối quan hệ mới. Chỉ cần anh thành thật và chân thành đối với em. Nghĩa là em cũng mở lòng để sẵn sàng tìm hiểu mối quan hệ mới đúng không? Dạ. Thưa quý vị, thật là bất ngờ khi đây là cô gái mà hội đồng người thân của nhà trai đã dừng cuộc chơi. Nhưng trước khi cô gái này kịp cất bước khỏi sân khấu này, chàng trai đã lên tiếng và mong muốn gắn bó một mối quan hệ. Dễ thôi, không có gì khó cả. Và chúc cho hai em, đặc biệt là mẹ đây, chứng kiến sự bất ngờ này. Chúc hai em sẽ có thời gian tìm hiểu nhau thật là lý tưởng. Vì nói thật nha, nhìn hai em cũng có số khê lắm. Thôi thì bây giờ cô trở thật lớn nữa để gắn kết mối quan hệ này. Vâng, nào cùng nắm tay nhau rời khỏi sân khấu. Dạ. Thưa quý vị, thật bất ngờ và giờ đây tôi không biết gọi ai là người chiến thắng đây. Tại vì ai đang cũng nắm trong tay mình một cơ hội thật sự để tiến đến tình yêu. Đó chính là điều thú vị mà chương trình này rất may đã có sự góp mặt của các bạn. Vậy thì bây giờ, từ 4 gia đình chỉ còn một gia đình còn lại thôi. Mời cô gái của gia đình số 3 trở lại sân khấu. Em... thật sự nha, anh hỏi nha, em đặt cược bao nhiêu phần trăm về việc em sẽ được gia đình nhà trai chọn? Dạ, em nghĩ chắc 50-50. 50-50? Dạ. Là một con số khá là khiêm tốn, mình không chắc sẽ được chọn luôn đó đúng không? Dạ, đúng rồi. Tại vì ở bên kia thì cái tuổi đời và cái vóc dáng của em dạ, nó thì có lẽ sẽ đứng gần. Hợp hơn. Đúng là thấy hợp hơn. Dạ. Nhưng mà anh không nghĩ là một nàng dancer sẽ không hợp. Tại vì mình hoàn toàn, đặc biệt chính cái trải nghiệm về cuộc sống á, sẽ giúp cho em phù hợp hơn với đàn Đức. Dạ. Tại vì mình đường đi nước bước mình biết rồi. Mình sẽ phù hợp và mình hỗ trợ cho Đức rất là nhiều trong con đường sau này. Cho nên tự tin lên. Dạ. Đúng không? Tự tin lên. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta cùng xem kết quả của chương trình ngày hôm nay như thế nào. Sau tiếng đếm 1, 2, 3, nếu như nam chính của chương trình là Đăng Đức đồng ý với sự lựa chọn của hội đồng người thân, thì Đăng Đức sẽ đi xuống đây và nắm tay cô gái này, màn kết hợp ngày hôm nay thành công. Còn nếu như Đăng Đức có quan niệm khác và chưa có cảm tình với Kim Phụng, Đăng Đức có quyền ngồi tại chỗ, màn tác hợp không thành công. Để xem liệu rằng những người được cho là bạn thân, những người anh trong nghề, nhà thiết kế có đưa ra lựa chọn trùng hợp với lựa chọn của Đăng Đức hay không? Chúng ta cùng đếm nhé. Một. Hai. Ba. Em vẫn ngồi tại chỗ. Màn kết hợp hôm nay không thành công. Lý do tại sao? Dạ, trước hết thì em xin lỗi chị là em đã không chọn chị. Nhưng mà lý do là vì em vẫn chưa cảm thấy được cái sự rung động, cái tình cảm sâu bên trong em với chị. Chị rất là mạnh mẽ, xinh đẹp cũng như là khỏe khoắn. Nên là em mong là trong tương lai chị sẽ tìm được người mới. Nhưng mà đối với em thì trái tim của em vẫn luôn hướng về bạn Nguyên. Hả? Tại vì đây là quyết định của gia đình, nhưng mà thật sự là em vẫn cảm thấy rung động. Cảm thấy bạn Nguyên rất là phù hợp với mình. Cảm thấy là bạn Nguyên mới là tình yêu mà em tìm. Nhưng mà Nguyên lúc nãy đi về với bạn của em. Nhưng mà em sẽ quyết tâm để giành lại.
Đầu tiên anh muốn hỏi là em nghĩ gì về quyết định này của Đăng Đức? Dạ em thì ủng hộ Đức. Tại vì em cũng cảm thấy là về tuổi của Đức á, và em thì nó chênh quá nhiều về suy nghĩ, và cũng như hồi nãy em có chia sẻ thì em nghĩ là cái quan điểm quyết định này của Đức thì em đồng ý. Không biết là Quyên và bạn thân của Đức còn ở lại không ạ? Còn không ạ? Mời hai bạn trở lại sân khấu ạ. Ai da, mời nó xuống đây. Em nghĩ gì về việc Đức cũng chọn Quyên? Trong cương vị là một người đàn ông thì Đức cũng có thể cũng sẽ chọn Đức. Đây là bạn thân của em. Em không nghĩ là hôm nay mang bạn thân tới đi, bạn thân cướp luôn mối của mình. Rất là cay ạ. Nhưng mà không sao, em sẽ nhờ sự lựa chọn của bạn nữ. Bạn nữ có quyền lựa chọn em hoặc là bạn em. Ngay lúc này Quyên thân mến, em đang có sự lựa chọn từ hai chàng trai. Do Quyên là người đã bị quyền lực của hội đồng người thân dừng cuộc chơi, cho nên rất tiếc Đăng Đức không đến lượt để lựa chọn nữa. Nhưng mà em có bất ngờ không khi mà Đăng Đức tiết lộ rằng dành tình cảm cho em? Dạ em rất là bất ngờ, tại vì em trước đó là em thấy anh là không hề phản biện và cũng không hề có ý định là giữ em lại, kiểu như là anh im lặng và chấp nhận thuận theo cái sự quyết định của hội đồng gia đình. Em cứ nghĩ là anh đã đồng ý với lại cái kết quả đó. Vì anh không biết là anh nghĩ là đây là quyền lựa chọn của gia đình, nhưng mà anh không biết là mình có thể được lựa chọn khi mà gia đình đã loại bỏ em. Nhưng mà quan trọng là tại sao bạn của em dám, em không dám? Tại vì em nghĩ lúc nhìn mặt bạn thì bạn rất là vui. Bạn cảm thấy bạn rất là hạnh phúc khi mà bạn của em lên với bạn. Đối với một cô gái đứng trên một cái sóng truyền hình như vậy thì một chàng trai mạnh dạn bày tỏ như vậy thì đương nhiên là em cảm thấy rất là cảm ơn và cảm thấy rất là trân trọng. Mình cảm động rồi đúng không? Dạ, nhưng mà bây giờ nè, anh cần em phải bình tĩnh lại. Rõ ràng anh biết em đến đây vì Đăng Đức nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ vừa rồi em đã lỡ đồng ý với chàng trai này nhiều hơn. Vậy thì bây giờ ngược lại, anh sẽ cho em được quyền lựa chọn ngay giờ phút quan trọng này. Tại vì dù gì Đức và gia đình của mình cũng đã không lựa chọn trùng khớp ý kiến với nhau rồi. Mời em vào giữa. Thưa quý vị, ngay bây giờ là một thời khắc rất khó nói của chương trình. Những điều bất ngờ đã diễn ra làm chúng tôi cũng không kiểm soát được. Nam chính ngày hôm nay là Đăng Đức. Và người bạn cùng đến đây để tìm kiếm tình yêu cho nam chính là Khánh. Khánh đã may mắn nói lời tỏ tình với Quyên trước tiên. Nhưng Quyên lại là người đến đây vì Đăng Đức. Liệu rằng lựa chọn ngay bây giờ, Quyên sẽ lựa chọn Đăng Đức hay là Khánh? Lựa chọn nam chính hay là lựa chọn người thân? Tôi sẽ cho Quyên quyết định. Sau tiếng đếm 1, 2, 3, nếu em cảm thấy bên nào là chàng trai khiến em cảm thấy phù hợp hơn và có cảm tình hơn, em hãy tiến về chàng trai đó, nắm tay chàng trai ấy. Chương trình sẽ tạo điều kiện để cho em kết đôi thành công. Yeah. Vâng, chúng ta cùng đếm nha. Để xem Quyên, một trong 4 cô gái đến đây tìm kiếm tình yêu, có tìm thấy hạnh phúc của mình. 1 2 3. Cảm ơn em. Giống trong phim. Anh hài Đức lên. Tại sao em vẫn quyết định lựa chọn Khánh chứ không phải là Đăng Đức? Dạ một phần là em cũng muốn thuận theo
cái quyết định của gia đình bên đó. Và một phần nữa là em cảm thấy bạn anh Khánh là cái sự chân thành của ảnh nó làm em cảm động hơn và nó đi sâu vào trái tim của em hơn. Dạ. Cho nên em quyết định sẽ đáp trả lại cái tình cảm đó bằng cách là chọn bạn. Còn Đức. Dạ. Thì em cũng không biết nói gì hơn do là em là người đã không giữ được bạn nữ từ đầu. Nên là khi mà bạn nữ cảm thấy hạnh phúc với người con trai mà bạn nữ chọn thì em cũng thấy mình vui. À, mà người con trai đó lại là bạn thân của em nữa nên là không sao ạ. Những cảm xúc thật là bất ngờ ngày hôm nay. Thôi thì mời các thành viên gia đình chúng ta xuống sân khấu để gửi lời chào khán giả. Thưa quý vị, ngày hôm nay cứ ngỡ rằng người sẽ vào vai phụ lại trở thành nam chính của chương trình. Và rất tiếc, chàng trai đến đây tìm kiếm tình yêu thì lại không tìm thấy sự đồng cảm với hội đồng người thân của mình. Đó cũng chính là những cảm xúc rất bất ngờ và chỉ có tại sân khấu của Thông Gia Song Đấu, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media thực hiện. Khung giờ phát sóng quen thuộc của chúng tôi là 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Rất mong là tuần này nếu mà chúng ta không thấy những cặp đôi người chơi chính kết hợp được với nhau thì tuần sau chúng tôi hứa sẽ mang lại cho quý vị những cảm xúc tình yêu thật dễ thương. Chúc cho các gia đình, nếu mà chúng ta ai đã lỡ vụt mất tình yêu thì chúng ta hãy mạnh mẽ lên, tại vì con đường tương lai phía trước còn rất là dài. Còn những ai đã vô tình có được tình yêu, hai em sẽ có thời gian tìm hiểu nhau thật là lý tưởng và có tin vui về cho chương trình nha. Đến đây, chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào! Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!